Thưa quý khán giả, vào tháng 10 năm ngoái thì chúng tôi từng chia sẻ với quý vị câu chuyện về một người phụ nữ kỳ lạ quê ở Hà Nam. Bà làm nghề nhặt ve chai, nhưng mà trong những gì người ta dứt bỏ bên đường, bà còn nhặt cả thi thể của các hài nhi xấu số. Một tấm lòng nhân ái ẩn trong một câu chuyện buồn khiến nhiều người xem trăn trở cho đến ngày hôm nay. Đây chính là người phụ nữ kỳ lạ mà chúng tôi nhắc đến, bà Đỗ Thị Cúc, người từng trong gần chục năm đã nhặt về và chôn cất cho gần 20.000 thai nhi xấu số. Đến giờ cũng chưa ai biết rõ vì sao bà lại làm công việc này. Chỉ biết rằng với bàn tay chai sần của người phụ nữ nghèo, chuyên bới rác đổi cơm, không chỉ rất nhiều sinh linh đau khổ bớt cô quạnh, mà còn nhiều sinh mệnh đã được tái sinh. Bà Cúc từng thuyết phục một nữ sinh không phá thai, rồi mang hai bé sinh đôi về nuôi đến tận bây giờ. Từ đó, nhiều cô gái sa ngã lỡ dại cũng bắt đầu tìm đến bà như tìm cho mình niềm hy vọng cuối cùng. Cứ như vậy, người mẹ nhặt ve chai đã cứu hơn 70 em bé khỏi cái chết, được ra đời bình an. Kỳ diệu, cảm kích, ngưỡng mộ, thán phục là những từ mà khán giả xem câu chuyện của bà Đỗ Thị Cúc đã thốt lên trên Facebook của truyền hình Hậu Giang. Có lẽ rất nhiều giọt nước mắt từ phương xa đã lặng lẽ rơi trên bàn phím gõ lên từng câu chữ. Tài khoản Ken Lê viết: cảm ơn mẹ, một người mẹ bất đắc dĩ, khi xem clip đã không thể cầm được nước mắt. Khán giả Đoàn Nguyễn thì hết sức chân thành khi chia sẻ đại ý rằng ca sĩ hay đội bóng mình hâm mộ mà có vô địch thì cũng chưa bao giờ thấy rùng mình, rơi nước mắt như xem câu chuyện kỳ lạ này. Trong gần 1.000 bình luận của khán giả, có rất nhiều người gọi bà Cúc là Bồ Tát sống. Có lẽ chỉ qua vài bức ảnh chụp người phụ nữ khắc khổ, gương mặt luôn trĩu nặng nét ưu tư, có người nhận ra phía sau đó là một tấm lòng từ bi quảng đại. Có người còn rút ra: đúng là tu đâu cho bằng tu tâm, chỉ dám làm những việc mà chẳng ai dám làm. Khán giả Lê Thị Duyên, một tài khoản tên Tuấn Nhà Quê thì như nói thay suy nghĩ của nhiều người: không giàu tiền bạc nhưng giàu tình nghĩa, chúc cô luôn mạnh khỏe. Càng cảm kích và xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ nghèo tiền bạc nhưng giàu lòng nhân nghĩa, nhiều khán giả cũng ám ảnh bởi con số khủng khiếp 20.000 thai nhi xấu số bị bỏ rơi mà riêng mình bà Cúc đã tự tay chôn cất. Vậy thì còn nhiều nơi khác, con số này sẽ là bao nhiêu? Trăn trở này có lúc đã trở thành phẫn nộ. Hai mươi ngàn là con số thật đáng sợ, là điều mà tài khoản Nguyễn Ngọc Hiền đã phải thốt lên. Chúng tôi đoán đây có lẽ là một người phụ nữ, nên cũng như bao người phụ nữ có thiên chức làm mẹ khác, chị phẫn nộ bằng một cõi lòng nặng trĩu khi nghĩ đến đã có biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội không thể cất tiếng khóc chào đời. Khán giả Liên Trương viết: nhiều người phụ nữ thì không có, còn người có lại nhẫn tâm dứt bỏ con như vậy. Tài khoản có tên Nguyễn Thùy Linh đồng cảm: nhiều người mơ ước được một lần làm mẹ không được, nhiều người có được niềm hạnh phúc đó lại mang đi phá bỏ. Tài khoản Nhật Linh Lê thì có cái nhìn chia sẻ: chỉ vì sự sai lầm của tuổi trẻ mà một số bạn trẻ đã từ bỏ đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Do vậy khi yêu, chúng ta cần phải quyết định một cách chín chắn để sau này không phải hối hận. Dù bất nhẫn trước hành động bỏ rơi những hài nhi máu mủ của mình, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng với những người mẹ phải bỏ rơi con mình, ôi cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Có lẽ cũng do chính suy nghĩ này đã phần nào giúp cho người đàn bà nhặt ve chai, dù đau xót nhưng mà vẫn kiên trì công việc kỳ lạ của mình hơn chục năm nay. Ngoài hai cậu bé sinh đôi nhận cưu mang từ 4 năm trước, cuối năm ngoái bà đã có thêm đứa con nuôi thứ ba. Đó là một em bé bị bỏ rơi trong đêm mà bà vô tình phát hiện ở bên đường. Hiện tại các bé đều rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Đây có lẽ là sự đền đáp của cuộc đời cho người phụ nữ nhân hậu,
Vậy ước mơ lớn nhất của bà là gì? Đó là chỉ mong sao mỗi ngày không phải nghe những cuộc điện thoại từ các nơi báo có xác các hài nhi, để rồi lại có thêm một ngày phải buồn, phải thương cho số phận bất hạnh của các con.